Tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, vào ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng trước nhiều học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Đại học Georgetown, thủ đô Washington DC. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về mục tiêu và một số chính sách lớn của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thủ tướng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, 8 định hướng lớn của Việt Nam, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, kiên trì chính sách quốc phòng 4.0, xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh hơn nữa phòng chống tham nhũng tiêu cực. 8 cái định hướng lớn như thế nhưng mà yếu tố con người là xuyên suốt. Tôi nhắc lại là con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực và vừa là nguồn lực cho sự phát triển. Mà không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh cái an sinh xã hội để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần, và cũng không hy sinh cái bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng. Và song song với đó thì chúng tôi đẩy mạnh 3 cái đột phá chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế. Cái thứ hai là đột phá về hạ tầng chiến lược nói chung, như hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, hay là hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông, hay là hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hay hạ tầng xã hội nói chung. Thì có cái hạ tầng đột phá thì mới có cái sự phát triển đột phá, mới có cái tăng trưởng đột phá. Và cái thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Con người là xuyên suốt, con người là yếu tố quyết định. Để hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh 6 vấn đề, trong đó có việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, tiếp tục coi hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chủ yếu và là động cơ vĩnh cửu thúc đẩy quan hệ song phương, và hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những trụ cột. Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Sau bài phát biểu, Thủ tướng đã dành thời gian giải đáp tất cả các câu hỏi của nhiều học giả, nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, làm rõ thêm về đường lối, chính sách phát triển, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan điểm của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, khu vực được quan tâm. Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ vào chiều ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo và tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai. Tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, tạo xung lực mới, mở ra giai đoạn mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng đề nghị Bộ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị Hoa Kỳ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam như hàng điện tử, dệt may, da giày, nông sản, hoa quả tươi và không áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cho biết sẽ thúc đẩy để Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tin tưởng sau khi hoàn tất đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng, các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư sẽ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Tại cuộc tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ, Thủ tướng cảm ơn đóng góp của bà Catherine Tai cho sự phát triển của quan hệ song phương. Đề nghị hai bên tích cực phối hợp hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có việc Hoa Kỳ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, đồng thời xem xét thỏa đáng lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam không áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam trên cơ sở bảo đảm cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi. Thủ tướng đề nghị hai bên tạo đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất liên quan đến chip bán dẫn. Đại diện thương mại Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia ủng hộ nỗ lực sớm kết thúc đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng.
Tiếp đó, tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngại Hạ viện và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những đóng góp và sự ủng hộ của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ nói chung và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói riêng đối với quan hệ hai nước. Đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường phối hợp, sớm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào triển khai trên thực tế. Trong đó đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, cũng như tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Hạ viện Hoa Kỳ, đánh giá cao về kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden và việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ mới. Các nghị sĩ mong muốn thúc đẩy hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, thương mại, đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Hạ viện và các hạ nghị sĩ Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của Thượng viện Hoa Kỳ nói chung và Ủy ban Đối ngoại nói riêng đối với việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ và hợp tác của Quốc hội hai nước có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các khuôn khổ và lĩnh vực hợp tác mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Trong không khí thân tình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và các thượng nghị sĩ bày tỏ vui mừng trước việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ mới là cơ sở để hai nước tiếp tục đưa quan hệ phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Các thượng nghị sĩ đánh giá cao những thành tựu về kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực. Các nghị sĩ khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế thương mại, công nghệ cao, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Tại các cuộc gặp, các nghị sĩ cũng nhất trí thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Giám đốc điều hành nhiều doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực bán dẫn. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số tập đoàn của Hoa Kỳ về thúc đẩy năng lực thiết kế và phát triển chip bán dẫn tại Việt Nam, về phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ cao tại Việt Nam. Các doanh nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đánh giá rất cao tiềm năng và cơ hội hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, đặc biệt với nguồn nhân lực chất lượng cao. Một số doanh nghiệp cho biết về lâu dài sẽ nghiên cứu khả năng đặt nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục hợp tác, đầu tư sâu hơn, rộng hơn, nhiều hơn tại Việt Nam trong tất cả các khâu. Về những đề xuất của các doanh nghiệp liên quan tới thuế, thủ tục hành chính, đất đai, Thủ tướng cho biết chính phủ và các bộ ngành, địa phương sẽ tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ngày càng thuận lợi, ổn định, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ. Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hai bên cùng có lợi, cùng thắng. Vào chiều ngày 19 tháng 9, theo giờ địa phương, tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, quan hệ hai nước đã có những bước tiến dài với các sự kiện quan trọng như ký kết Hiệp định Thương mại song phương năm 2001, xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 9 vừa qua của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ quan hệ mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu Hoa Kỳ chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hoa Kỳ và có các hoạt động song phương hiệu quả, thực chất. Phía Hoa Kỳ khẳng định có sự đồng thuận của cả hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường, bày tỏ vui mừng về việc hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Các nghị sĩ khẳng định Hoa Kỳ có trách nhiệm tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bày tỏ cảm ơn sự hợp tác đầy đủ của Việt Nam giúp Hoa Kỳ kiểm kê người mất tích. Hai bên nhất trí rằng, vượt qua những thăng trầm, tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích và những thành quả chung. Và đây cũng là tinh thần chủ đạo của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ. Các thượng nghị sĩ đã chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp khi đến thăm Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của quan hệ hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn những tình cảm của các nghị sĩ dành cho Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ. Trong chuyến công tác, Thủ tướng và đoàn có nhiều cuộc làm việc với các địa phương và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn. Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ có mong muốn mở rộng đầu tư hợp tác với Việt Nam và nhất trí rằng hai bên cần đẩy mạnh triển khai trên thực tế để sớm biến các cơ hội này trở thành hiện thực. Ngày 19 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc. Trong phần mở đầu phát biểu của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Điều này là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương. Từ bài học kinh nghiệm này, Tổng thống Joe Biden khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với các nước để giải quyết các tranh chấp, cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham gia các phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nhiều hoạt động quan trọng nhằm truyền tải chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, đưa quan hệ Việt Nam với Liên Hợp Quốc và các nước lên một tầm cao mới.